quán khắp tất cả chúng sinh ác huệ vì khiến cho họ trừ nghi hoặc phá tan hữu kiến, quán khắp tất cả bạn lành bình đẳng vì thuận theo giáo mạng của họ trụ nơi Phật Pháp, quán khắp tất cả Pháp đã nghe được vì sớm được chứng thấy nghĩa tối thượng, quán khắp tất cả vô biên chúng sinh. Vì thường chẳng lìa bỏ sức đại bi, quán khắp tất cả pháp của chư Phật vì sớm được thành tựu nhất thiết trí đó là 10 nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ quán sát khắp vô thượng của Như Lai Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ phấn tấn. Những gì là mười? Đó là Ngưu vương phấn tấn vì che chói tất cả các đại chúng thiên long dạ xoa, cảm thát bà vân vân. Tượng vương phấn tấn vì tâm khéo điều nhu gánh vác tất cả các chúng sinh. Long vương phấn tấn vì nổi mây dày đại pháp, chiếu ánh chớp giải thoát, chấn, tiếng sấm như thật nghĩa mưa xuống nước cam lồ các căn lực giác phần thiền định giải thoát tam muội đại kim sĩ sí điều vương phấn tấn vì cạn nước tham ái phá vỏ ngu si chụp bắt các dòng độc phiền não khiến cho thoát khỏi biển lớn khổ sinh tử đại sư tử vương phấn tấn vì an trụ vô ý bình đẳng đại trí dùng làm khí trượng phá tan chúng ma và ngoại đạo dũng mãnh phấn tấn vì có thể ở trong đại chiến trận sinh tử mà diệt tan tất cả oán phiền não, đại trí phấn tấn, vì biết quản giới xứ và các duyên khởi tự tại khai thị tất cả các pháp. Đà la ni phấn tấn, vì dùng sức niệm họa trì pháp không quên, tùy căn cơ chúng sinh vì họ tuyên nói. Biện tài phấn tấn vì vô ngại mau chóng phân biệt tất cả, đều khiến cho được lợi ích tâm hoan hỷ, Như Lai phấn tấn vì trí huệ nhất thiết trí pháp trợ đạo thảy đều thành tựu viên mãn dùng một niệm huệ tương ưng người đáng được tất cả đều được người đáng ngộ tất cả đều ngộ ngồi tòa sư tử hàng phục ma oán địch thành tựu a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tự tại phấn tấn vô thượng của chư phật đối với tất cả các pháp Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ sư tử hống, những gì là 10, đó là sướng rằng tôi chắc chắn sẽ thành chánh đẳng giác là Bồ đề tâm đại sư tử hống, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh chưa độ được độ, chưa giải thoát được giải thoát, chưa an lạc được an lạc, chưa niết bàn được niết bàn là đại Bi đại sư tử hống.